Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì ở đây Nhung có 100 cái chậu A, chậu A330 nhé, chậu A330, cái hàng chậu rẻ mà là được in cái hoa văn của hàng chậu đắt nhá. Cái hàng này là hàng mỏng rẻ này. Cái hàng này chỉ có 14.000 thôi này. In cái hoa văn của cái hàng này nhá. In cái hoa văn của cái hàng chậu loe, chậu đứng này này. Này là cái hàng dày này. Hàng này nó là 26.000 này. 26 này, 26.000 nhá. Đây cái vành nó khác nhau này. Như cái hoa văn này in ở trên cái hàng chậu này cũng rất là đẹp và không có nhiều các anh các chị nhá. Cái này là công nhân làm thì in nhầm. Cái này là size hoa to của cái hàng vuông in ấy. Đấy. Vuông in ấy. Thì không có nhiều, chỉ có 100 cái hàng này thôi. 14.000 các anh các chị nhé. Không để các anh các chị chờ lâu thì em sẽ đo chi tiết luôn này. Đây này, cả một kiện này này. Cái hoa văn rất là đẹp. Hổ bì là 29 này. Lọt lòng nó là 24,5. Chiều cao nào. Chiều cao nó là 19,5 các anh các chị nhé. Chiều cao là 19,5. Cái mẫu chậu này là cái mẫu chậu trồng cây tầm trung nhé. Trồng cây tầm trung nhé. Và các anh các chị khi mà... Đây, cho xem luôn. Khi mà trồng cây ấy, thì cái đáy đế của nó kê thoát nước rất là tốt này. Cái mẫu này là cái mẫu chậu vừa bền này, vừa nhẹ này, vừa rẻ này. Đạt được rất là nhiều tiêu chí và cái hoa văn 3D rất là đẹp. Cái hoa văn này ít khi nhá, ít khi có ở trên cái chậu hàng A này nhá. Đây. Cái này là cái mẫu in tem của cái hàng đắt nhá. Đây là công nhân in nhầm thôi, không có nhiều cái mã này đâu. Em chỉ có 100 hàng thôi nhá. 14.000 một chậu, bao ship từ 50 chậu và số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0915 882 513. Rất cảm ơn các anh các chị đã theo dõi video. Và những ai mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau.